chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay kính thưa quý vị và các bạn thân mến vụ hồ duy hải những hành động kỳ lạ của nhân viên điều tra có quá nhiều những điều bất thường kỳ quái của cơ quan điều tra mà ngôn từ pháp lý gọi là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra truy tố và xét xử để tuyên tử hình bị cáo hồ duy hải những ai quan tâm và theo dõi vụ trọng án xảy ra tại bưu điện Cục Cầu Voi Long An đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 và góp phiên xét xử sau đó rất dễ dàng để nhận ra những dấu hiệu oan sai hiển nhiên đối với Hồ Duy Hải. Chỉ xin điểm qua 4 dấu hiệu oan sai rõ ràng nhất sau đây. Dấu vân, tân, dấu, vân, dấu vân tay để lại tại hiện trường không phải là của Hồ Duy Hải không có nhân chứng nào nhận diện hồ di Hải có mặt tại hiện trường trong buổi tối xảy ra vụ án 13 tháng 1 năm 2008, không thu giữ được hung khí mà thủ phạm dùng gây án, thế vào chỉ là hung khí giả dạ thay cho hung khí thật mà thôi. Hồ sơ vụ án bị làm sai lệch lời khai của bị cáo trong bản cùng bị tự tiện sửa chữa tẩy xóa mà không có sự xác nhận của bị cáo. Đó là nhận định của cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang qua bài viết mang tựa đề Vụ án Hồ Duy Hải oan khiên hay thế mạng. Trong cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm kết án lẫn phiên tòa trung thẩm y án tử hình đối với Hồ Duy Hải, các cơ quan tố tụng đã tham đã phạm phải rất nhiều sai sót và những sai sót này vô cùng nghiêm trọng. Xe sót không phải chỉ của một mà của ba cơ quan tố tụng là điều tra, công an, truy tố, kiểm soát và xét xử là tòa án, đặc biệt là khâu điều tra và khâu xét xử. Mọi người đều biết là trong tất cả các vụ án hình sự, đặc biệt là các vụ án giết người thì chứng cứ quan trọng bậc nhất là dấu vân tay của thủ phạm để lại tại hiện trường và trên các khung hung khí gây án. Nhưng trong vụ án này thì cơ quan điều tra không tìm thấy dấu vân tay của Hồ Duy Hải tại hiện trường cũng như trên các hùng khí gây án. Bản kết luận giám định số 158 KLPC21 ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Phòng Khoa học Hình sự Công an tỉnh Long An ghi các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ án ngày 14 tháng 1 năm 2008 tại bưu cục cầu voi không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón tay in trên chỉ bản của Hồ Duy Hải. Các hung khí mà cơ quan điều tra xác định Hải đã sử dụng để sát hại hai nạn nhân thì ban chuyên án cũng không thu giữ được con dao và cái thớt thì nhờ người đi ra chợ mua để thay thế. Chiếc ghế inox có dính máu do không xác định chính xác là chiếc nào nên buộc mà chuyên án phải lấy chiếc khác tương tự thay vào. Tất nhiên ba hung khí thay thế này không thể có dấu vân tay và vết máu của Hồ Di Hải của thủ phạm thực thụ mà tôi cho rằng hiện đang giấu mặt hoặc lẩn trốn cũng như cả hai nạn nhân đại tá Nguyễn Đăng Quang đưa ra phân tích. Ấy vậy, nhưng cơ quan điều tra công an Long An vẫn đưa ra được hồ sơ vụ án đúng quy trình với đầy đủ tăng vật và kết luận Hồ Duy Hải là thủ phạm duy nhất để rồi viện kiểm sát truy tố và sau đó tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên án tử hình. Việc tuyên án tử hình Hồ Duy Hải chỉ dựa trên cơ sở duy nhất là lời khai nhận của nghi phạm Hồ Duy Hải với cơ quan điều tra Xem ra ở nước ta ngày nay việc tức đoạt sinh mạng của con người sao thật dễ dàng và đơn giản đến vậy sao? Điều quan trọng bậc nhất là cơ quan điều tra phải làm rõ các dấu vân tay thu được tại hiện trường, nếu không phải là của Hồ Duy Hải thì là của ai. Đây là nút thắt rất quan trọng, không được bỏ qua và cũng không thể bỏ qua. Vì trong số các dấu vân tay thu được trên hiện trường chắc chắn phải có vân tay của kẻ gây án. Được biết ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra công an Long An có triệu tập trên dưới 20 nghi can. Sau khi sàng lọc, ban chuyên án tập trung và khoanh vào 4 nghi can có dấu hiệu đáng ngờ nhất. Trước hết nổi bật nhất là Nguyễn Văn Nghị được xác định là nghi can số 1. Ba nghi can tiếp theo là ba Thợ bạc Kim Hoàn, tạm trú tại địa phương. Cả 4 nghi can này đều có quen biết với hai nạn nhân và đều có mặt tại hiện trường trong buổi tối xảy ra vụ án. Nhưng sau đó cơ quan điều tra lại trả tự do cho tất cả các nghi can này. Kể cả 4 nghi can nói trên, trong đó có Nguyễn Văn Nghị. Thế rồi, bẵng đi hơn 2 tháng sau ngày 21 tháng 3 năm 2008, ban chuyên án mới chịu tập Hồ Di Hải để hỏi về tội cá độ bóng đá, nhưng lại đọc lệnh bắt và truy tố với tội danh là thủ phạm giết hai nữ nhân viên bưu cục cầu voi. 3 tuần lễ sau, ngày 11 tháng 4 năm 2008, Phòng Khoa học hình sự công an tỉnh Long An khẳng định dấu vân tay để lại trên hiện trường không phải là của Hồ Duy Hải như đã nói ở trên. Trong vụ án này, việc ban chuyên án, cơ quan điều tra lấy mẫu vân tay và gửi trung tâm cầu và yêu cầu giám định, giám định để xem trong các nghi can bị triệu tập, đặc biệt là 4 nghi can có mặt tại bù cục cầu voi trong buổi tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 xem ai là người có vân tay trùng với các dấu vân tay thu thập được ở hiện trường là việc đương nhiên và bắt buộc phải làm. Nếu cơ quan điều tra không thực hiện công đoạn này thì đây là một sai sót nghiệp vụ rất ấu trĩ, không một ai có thể chấp nhận được. Ngay cả động cơ gây án của Hải cũng cần được xác định cho thật rõ. Tôi không khẳng định việc Hồ Duy Hải buộc phải khai nhận tội là do bị bức cung, bị tra tấn, bị nhục hình. Đây chỉ là một trong những giả thiết cũng có thể do Hải bị tâm thần hoang tưởng, do buồn chán bế tắc trong cuộc sống mà khai bừa tội nào cũng sẵn sàng nhận để sớm được chết. Trong vụ án bưu cục cầu voi này có một số chi tiết rất đáng nghi ngờ và cần phải làm rõ là sau khi được thả, nghi can số 1 Nguyễn Văn Nghị đã biến mất tâm mất tích và không rõ hiện anh ta đang trốn ở đâu. Có một số thông tin cho biết rằng Nguyễn Viên Văn Nghị hiện đã có vợ và con và hiện đã có quốc tịch Mỹ. Một khuất tất nữa là vì sao mọi thông tin tài liệu lời khai bút lục của các nghi can, nhất là nghi can Nguyễn Văn Nghị lại được rút ra khỏi hồ sơ vụ án. Ai là người làm việc này và nhằm mục đích gì? Tại địa phương Long An hiện đang có dư luận rầm ràn rằng Nguyễn Văn Nghị là cháu ruột của một quan chức rất quan trọng trong bộ máy chính quyền nhà nước và Nghị còn là người chú dượng, chức vụ rất to đang công tác tại địa phương vậy thực hư việc này ra sao rất cần được làm sáng tỏ để giải tỏa hồ nghi của dư luận kể cả dư luận nói rằng hồ duy hải phải chết để thế mạng cho nguyễn văn nghị đại tá nguyễn đăng quang đưa ra nhận định báo chí trong nước cũng phân tích nhiều nghi vấn xung quanh nghi can nguyễn văn nghị theo đơn tố cáo của luật sư trần hồng phong qua thông tin báo chí do cơ quan điều tra cung cấp trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Nghị có mặt tại bưu điện cầu voi trong đêm gây án. Trong những bài báo đó đưa chi tiết như sau. Manh mối đầu tiên được một số người dân sống gần hiện trường cung cấp là có bốn thanh niên thường xuyên đến chơi với hai thiếu nữ nạn nhân vào các buổi tối. Trong lời khai của ba thanh niên này có một chi tiết khiến cho các trinh sát chú ý. Vì thiếu nữ tên Hồng có nhan sắc khá mặn mà, là niềm mơ ước của nhiều chàng trai trong đó có Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1978 ngủ tại huyện Cài Lậy tỉnh Tiền Giang theo tài liệu công an huyện Thủ Thừa chuyển về Nghị từng nghiện ma túy thêm một tình tiết xác định Nghị có thể liên quan đến vụ án là vào đêm xảy ra án mạng có người dân thấy thanh niên này điều khiển xe máy đến gặp hai thiếu nữ anh ta lúc đó mặc quần jean có mặc áo gió ở bên ngoài màu xám nhân chứng khẳng định Nghị khai nhận đúng là đêm đó có đến gặp Hồng nhưng do có gặp nhóm thợ bạc bạn cũ nên khi những thanh niên kia ra về thì mình cũng về theo. Theo thanh niên này giữa anh và nạn nhân đang quen nhau nên không có lý do gì để gây án. Chứng minh mình vô tội, Nghị đưa ra nhân chứng xác định vào lúc 20 giờ 10 phút tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, đêm xảy ra án mạng. Nghị đã cùng với bạn uống nước tại một quán cà phê tại thị tứ Cầu Voi. Chủ quán cà phê cũng xác nhận điều này vì tối đó có một sự việc rất đặc biệt. Lúc uống cà phê thì giữa Nghị và một thanh niên khác đã xảy ra tranh cãi về việc nhìn đều, khiến cho chủ quán phải đến can ngăn. Hơn 2 tháng sau khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra bắt Hồ Di Hải vì cho rằng trong điện thoại của nạn nhân Hồng có lưu số điện thoại của Hải, trong đó có nhiều tin nhắn thể hiện hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Cơ quan điều tra cũng cho rằng có một nhân chứng đã nhìn thấy một thanh niên ăn mặc giống như Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Nghị, nhưng do Nghị có chứng cứ ngoại phạm nên suy đoán Hải chính là thanh niên đó. Từ đó chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội của Hải, trong khi Hải có kêu oan hay lời khai mâu thuẫn thì không được xem xét. Cơ quan điều tra đã kết luận Hồ Duy Hải là hung thủ giết hai cô gái. Tuy nhiên, luật sư Trần Hồng Phong đưa ra lời khẳng định hoàn toàn trái ngược đó là trong hồ sơ vụ án hiện nay không có bất kỳ tình tiết nào thể hiện Hải có quan hệ tình cảm với nạn nhân Hồng và Hải cũng không hề nhắn tin tình cảm nào với Hồng. Thậm chí theo lời khai của chị Đặng Thị Phương Thảo, bạn của hai nạn nhân, biên bản ghi lời khai ngày 6 tháng 4 năm 2008 thì cả Hồng và Vân đều không có điện thoại riêng, tại bưu điện có một điện thoại cũ hiệu Nokia thường dùng để nạp cạc cho khách hàng. Vậy tại sao có tin nhắn giữa Hải và Hồng? Sai lầm lớn nhất của cơ quan điều tra trong vụ án này có lẽ là việc đã xác định sai thời gian hai nạn nhân bị giết một cách chủ quan thiếu khoa học. Cụ thể theo các cáo trạng xác định thời gian gây án được cho là của hồ Duy Hải là lúc khoảng 20 giờ 30 phút như sau. Khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008 Hải đi xe mô tô đến bưu điện cầu Voi vào bên trong ngồi nói chuyện với chị Hồng. Khoảng 20 giờ 30 phút Hải đưa tiền và kêu Vân đi mua trái cây. Khi chị Vân đi Hải nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Hồng nhưng bị chị Hồng phản ứng. Hải tức giận đánh vào mặt bóp cổ lấy thớt đập vào mặt và vào đầu làm cho chị Hồng bị ngất. Sau đó Hải lấy dao cắt vào cổ của chị Hồng. Các tài liệu như bản giáp định pháp y giấy chứng tử trả lời về dấu vết trên cơ thể của nạn nhân đều không xác định để chống giờ chết của hai nạn nhân. Nguyên nhân chết xác định là do vết cắt ở cổ, máu, mất máu cấp. Tuy nhiên, có rất nhiều tình tiết có thể xác định được và cho thấy thời gian hai nạn nhân bị giết phải từ ít nhất 21 đến 22 giờ đêm trở về sau hoặc khoảng gần nửa đêm chứ không phải là lúc 20 giờ 30 phút. Ngoài ra còn rất nhiều chi tiết khác cho thấy thời điểm xảy ra vụ án không thể là 20 giờ 30 phút như cơ quan điều tra ghi nhận và phải xảy ra nhiều giờ sau đó chính sự xác định sai lệch thời gian về thời gian xảy ra vụ án đã làm cơ sở duy nhất để cho cơ quan điều tra cho nghị ngoại phạm và đổ tội cho hồ duy hải. Cho dù thực tế nếu như án mạng xảy ra vào thời điểm đó thì hải cũng chưa thể có mặt tại bù điện cầu voi. Những khả năng phạm tội của nguyễn văn nghị về ước thức chủ quan nghị có quan hệ tình cảm khá sâu đậm và công khai với Hồng. Do vậy, khi tới bưu điện, cầu voi nhìn thấy một thanh niên đang nói chuyện với Hồng. Nghị ghen tức, nóng giận. Nghị đã bỏ ra ngoài uống cà phê mà không vào bên trong. Sau đó, Nghị đã cãi cọ ở quán cà phê vào lúc khoảng 20 giờ 10 phút. Nghị nghiện ma túy có mối quan hệ nam nữ rất phức tạp và đã biết Hồng có người yêu là My Son. Lại trong trạng thái tâm lý ghen tức và nóng giận ra tay sát hại Hồng là hợp lý. Nghị có mặt tại quán cà phê lúc khoảng 20 giờ 10 phút và điều này chưa đủ cơ sở để kết luận Nghị ngoại phạm. Nếu Nghị chỉ đơn giản là tức giận bỏ đi uống cà phê rồi về luôn mà không quay lại bưu điện cầu voi là không hợp lý về logic tâm lý tội phạm. Mặt khác nếu vậy thì Nghị phải chứng minh được trong đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 Nghị đã làm gì ở đâu sau khi ra khỏi quán cà phê. Cụ thể là vào các mốc thời gian 21 đến 24 giờ và nửa đêm về sáng Nghị đã ở đâu, ai chứng kiến. Vì thời điểm này quán cà phê chắc chắn đã đóng cửa, việc Nghị có mặt ở quán cà phê không thể là bằng chứng ngoại phạm. Nếu thực sự không liên quan đến vụ án thì sao Nghị phải trốn trong đêm, xảy ra vụ án mạng đến nửa đêm hôm sau mới về nha. Tại Việt Nam, nơi mà tư pháp, lập pháp, hành pháp đều nằm dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản độc tài. Điều đó dẫn đến độc quyền và triệt tiêu mọi phản bác lý lẽ của luật sư, khoa học hình sự và quy định của pháp luật. Qua vụ việc tuyên án tử hình một công dân Việt Nam khi chưa đủ bằng chứng phạm tội, nhà công quyền Cộng sản Hà Nội đã tước đi mạng sống của một con người. Điều đó cho thấy hơn lúc nào hết đất nước này cần phải có một hệ thống chính trị đa đảng để họ tự kiểm soát lẫn nhau về tam quyền phân lập. Có như thế, người dân mới được đối xử công bằng, tránh được các phán quyết oan sai, gây đau khổ và chết chóc cho chăm họ. Trong hồ sơ vụ án, thời điểm xảy ra án mạng từ 20 giờ 30 cho đến 21 giờ chỉ do cơ quan điều tra suy đoán mà không có cơ sở thực tế hay phân tích khoa học nào. Ngược lại, từ thực tế hiện trường máu chưa đông, thức ăn trong dạ dày tiêu hóa gần hết, Kết hợp với lời khai của nhân chứng, thu nhìn thấy sau 22 giờ đèn trên lầu vẫn còn sáng và cho thấy thời điểm gây án phải diễn ra sau 22 giờ đêm. Và thời điểm này Hải có bằng chứng ngoại phạm là đang ngồi uống cà phê với bạn và sau đó về nhà ngủ. Phải chăng do xác định không chính xác thời gian gây án cơ quan điều tra đã bị lệch hướng và để lọt những nghi can được xác định rõ đã có mặt tại bưu điện cầu Voi vào hôm ấy? Hai ngày sau khi án mạng xảy ra, cơ quan điều tra đã xác định án mạng xảy ra vào khoảng 20h30 đến 21 giờ đêm. Báo Thanh niên số ra ngày 16 tháng 1 năm 2008 đã ghi theo phân tích của chuyên gia kỹ thuật hình sự thì hai nạn nhân Ánh Hồng và Thu Vân đã bị giết trong khoảng thời gian từ 20h30 phút đến 21 giờ đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008. Mốc thời gian này được xác định xuyên suốt các hồ sơ từ cáo trạng đến bản án sơ phúc thẩm. Tiến trình điều tra là đã xúc tiến theo hướng này, nhiều người đã được triệu tập và lấy lời khai, xác minh như được cho là ngoại phạm vì có nhân chứng xác định được đang ở nơi khác trong thời gian này. Hơn 2 tháng sau, Hải được triệu tập lấy lời khai vì có liên quan đến một vụ cá độ bóng đá. Sau hai lần đến cơ quan điều tra lấy lời khai Hải đã bị bắt mà theo một bài phóng sự trên báo, điều tra viên yêu cầu Hải chứng minh sự ngoại phạm của mình trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 13 tháng 1 là thời điểm xảy ra vụ án. Chàng trai ú ớ rồi thẫn thờ, dạ cháu xin khai. Điều này cho thấy thời gian xảy ra án mạng trong vụ án này rất quan trọng mang tính quyết định trong việc xác định hung thủ. Nhưng liệu thời gian ấy có được xác định chính xác khoa học hay không? Thời gian chết, nội dung bắt đầu buộc trong giám định pháp y bị bỏ qua. Trái với những thông tin trên báo thanh niên, trong các hồ sơ vụ án không hề có một phân tích nào của cơ quan giám định về thời gian, thời điểm xảy ra án mạng. Về bằng chứng khách quan, không có chứng cứ nào xác định vụ án xảy ra vào thời điểm này, một chứng cứ gián tiếp cho thấy ít nhất vào khoảng 20 giờ cô Thu Vân, nạn nhân của vụ án vẫn còn sống do thời điểm đó cô vẫn còn mua trái cây. Một chứng cứ gián tiếp khác là vào khoảng thời gian này người láng giềng với bưu điện có nghe một tiếng kêu. Việc xác định vụ án xảy ra vào thời điểm này hoàn toàn do suy đoán của các cơ quan điều tra liệu với thực trạng hiện trường vụ án có phương pháp khoa học nào xác định thời gian chết của nạn nhân hay không? Khoa học pháp y có phương pháp để xác định thời điểm chết của tử thi đã đưa thành bài bản từ những dấu hiệu sau chết sớm, những dấu hiệu sau chết muộn, ngay đến cả những tử thi đã bị phân hủy chỉ còn hài cốt cũng có thể phân tích được. Có nghĩa là trong mọi điều kiện của tử thi, khoa học pháp y đều có thể đọc được thời điểm chết. Đối với những tử thi chết sớm trong vòng 48 giờ đồng hồ như tai nạn, nạn nhân trong vụ án này nếu thực hiện phân tích giám định đúng với phương pháp có thể đọc được chính xác đến đơn vị giờ. Những phương pháp giám định này nằm trong giáo trình khoa học bộ môn pháp y và được Bộ Y tế quy định thành những công đoạn bắt buộc trong quy trình giám định tử thi theo thông tư số 47 trên 2013. Rất tiếc là việc giám định pháp y trong vụ án này đã bỏ qua hoàn toàn, không giám định về thời gian chết nên đã không có được hỗ trợ việc điều tra sáng tỏ ở những vấn đề mấu chốt, quan trọng nhất là thời điểm xảy ra vụ án. Cách tính thời gian chết rất rõ ràng, chính xác. Cách tính thời gian chết trong những dấu hiệu sau chết sớm gồm các cách như sau: đo nhiệt độ, xem sự nguội lạnh của tử thi, sự giảm trọng lượng của tử thi, xem những vết hoen của tử thi và mức tiêu hóa thức ăn trong bao tử, ruột của tử thi. Về sự nguội lạnh khi chết, các cơ quan ngừng hoạt động và không tạo ra năng lượng nữa, nhưng sau khi chết sờ vào tử thi vẫn còn thấy nóng. Sức nóng ấy là năng lượng còn lưu lại trong cơ thể khi còn sống. Năng lượng này sẽ mất dần theo thời gian, trung bình về mùa hè mỗi giờ giảm đi 0,5 đến 1 độ C và vào mùa đông thì từ 1 đến 1,5 độ C. Dự, sự giảm nhiệt độ nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào thể trạng béo gầy, áo quần dày hay mỏng, tử thi ở trong nhà hay ở ngoài trời. Thứ tự nhiên của nhiệt độ của tử thi bắt đầu giảm từ đầu, mặt các ngọn chi rồi tới gốc chi, sau cùng là nách, bụng và tầng sinh môn. Để xác định thời gian chết, cơ quan an ninh Scotland đã đưa ra công thức tính thời gian dựa vào sự giảm nhiệt độ của tử thi như sau. Trong đó 47 độ C, 37 độ C là nhiệt độ trung bình của cơ thể sống. T độ là nhiệt độ của tử thi khi khám nghiệm, được thấy ở hậu môn, 1,5 độ C là nhiệt độ trung bình của tử thi mỗi giờ mất đi. Ví dụ tại thời điểm khám nghiệm đo được nhiệt độ tử thi là 25 độ C như vậy ta xác định được thời gian của nạn nhân đã chết cách thời điểm khám nghiệm là 8 giờ đồng hồ. Về sự giảm trọng lượng, người ta xác định được rằng từ sau khi chết nước ở tử thi sẽ mất dần qua bốc hơi ở bề mặt tử thi khiến cho trọng lượng của tử thi giảm đi. Trung bình trọng lượng giảm 1 kg mỗi ngày vì mất nước nên giác quan trở nên mờ đục, nhãn cầu xẹp môi và da nhăn nheo đối với những tổn thương da khi còn sống như xây sát ép hiện tượng mất nước tạo nên hình ảnh y pháp gọi là da bìa nghĩa là nơi này màu xám khô rắn chắc khó cắt về vết hoen tử thi hoen tử thi là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết do sau khi chết máu đậm không đông mà dần dần động lại ở những vùng thấp của tử thi Huyết sắc tố ngấm vào trong các tổ chức ở những nơi ấy, lúc đầu thì tạo thành những điểm có màu hồng, sau đó thì tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm. Điều đáng lưu ý là những nơi bị tì đè ép thì không xuất hiện hoen, thắt lưng, nịt vú vân vân. Hoen xuất hiện 2 giờ sau chết, trong thời gian đầu nếu như thay đổi tư thế của tử thi thì vết hoen cũng thay đổi. Trên 10 đến 12 giờ sau chết, các vết hoen cố định mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen không thay đổi. Theo, ví dụ như khi chết tử thi nằm ngửa, hoen tử thi sẽ xuất hiện ở mặt sau cơ thể. Nếu sau 10 giờ lật úp sát xuống một thời gian thì hoen vẫn ở phía sau lưng chứ không xuất hiện ở mặt trước cơ thể. Như vậy, vị trí hoen của phản ánh tư thế lúc chết đây là dấu hiệu rất quan trọng để ta biết có sự thay đổi tư thế của tử thi không. Về độ cứng của tử thi sau so chết, men ATP của tổ chức thoái hóa, giải phóng axit lactic acid này làm đông protein của các sợi cơ khiến cho cơ bị cơ cứng và kéo theo sự cứng xác. Hiện tượng co cứng cơ xác xác định theo thứ tự các cơ ở mặt cơ nhai ở thân, chi rồi các cơ trơn ở phủ tạng. Trẻ sơ sinh, người già yếu, người chết trong tình trạng nhiễm trùng suy kiệt, hiện tượng cứng xác xảy ra rất chậm và ít thông thường đã tử thi nằm ngửa thì tư thể Cứ tự coi là hai tay hơi co ép vào mạng sườn, hai chân duỗi thẳng. Sự cứng xác xuất hiện khoảng 2 giờ sau chết và có thể kéo dài đến 48 hoặc 72 giờ. Đối với những trường hợp chết ngạt hoặc có hiện tượng vùng vẫy trước khi chết thì hiện tượng cứng xác xảy ra sớm hơn. Trong vòng từ 2 đến 6 giờ nếu như phá cứng thì sẽ xuất hiện cứng trở lại. Sau 6 giờ nếu phá cứng thì hiện tượng cứng không xuất hiện trở lại nữa và đây cũng là một dấu hiệu quan trọng để phát hiện xem có hiện tượng đụng chạm vào xác không trong các trường hợp làm giả hiện trường. Rất tiếc là biên bản giám định pháp y trong vụ án này đã bỏ qua các bước đã nêu. Kết luận giám định chỉ nêu về nguyên nhân chết do một số vật sắc bén cắt đứt cổ mà không đề cập dưới đến thời gian, thời điểm chết của tử thi. Vi phạm thiếu sót trong quá trình tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất của vụ án. Sau 13 giờ máu chưa đông là vô lý trong đơn kêu an của luật sư trần hồng phong đã đưa ra nghi vấn về thời điểm chết của hai nạn nhân không đúng như cáo trạng nêu mà phải là nhiều giờ sau đó cơ sở để đưa ra nghi vấn này là ngay chính từ kết quả khám nghiệm hiện trường của pháp y qua hai biểu hiện sau hơn 13 giờ kể từ thời điểm chết máu chưa đông khô và thức ăn được tiêu hóa nhuyễn trong ruột nạn nhân Việc khám nghiệm hiện trường được tiến hành từ 8 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 14 tháng 1 năm 2008 sau thời điểm cơ quan điều tra kết luận chết khoảng 13 giờ. Qua các tấm ảnh thể hiện xác hai nạn nhân được đặt trên tấm vải màu trắng. Trên thân thể hồng máu có màu đỏ tươi vẫn còn chảy ra và thấm vào các tấm vải lót. Trong biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận trên sàn nhà nơi hai nạn nhân nằm có vũng máu động chưa khô hoàn toàn. Một bác sĩ nội khoa giấu tên cho biết theo nguyên lý cơ bản về huyết học, sự đông máu diễn ra theo nguyên tắc 3 trên 7. Với những vết thương nhỏ, máu chảy ra trong 3 phút, sau đó sẽ được hạt hồng cầu, tiểu cầu và sẽ kết tỏa tách rời khỏi dung dịch huyết tương và máu bắt đầu đông lại. Trừ những người có bệnh lý đặc biệt về máu không đông, còn lại đều đông theo công thức này với vết thương lớn gây chết người như vậy máu sẽ chảy ra nhiều nhưng mãi đến 13 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đông còn chảy là không hợp lý hiện tượng máu vẫn còn chảy còn ở thể lỏng khi khám nghiệm hiện trường có thể đưa ra giả thuyết là nạn nhân phải chết gần thời điểm khám nghiệm hơn là 13 tiếng theo như cáo trạng đưa ra màu máu cũng không thể đỏ tươi mà lúc này máu đã thẫm màu và khô đông từ lâu chưa kể trong khi kết luận nạn nhân Hồng chết trước thì máu vẫn chảy, trong khi vân chết sau thì máu lại khô hơn cho thấy có sự bất hợp lý. Một thực tế khác cũng từ kết quả giám định pháp y cho thấy thời gian xảy ra án mạng phải gần thời điểm giám định hơn là giờ trong khi trong cáo trạng. Biên bản giám định ghi nhận trong dạ dày của Hồng có thức ăn đã nhuyễn, lượng ít và quy trình giám định pháp y tử thi đã có quy định như sau. Khi cần thiết phải xác định thời gian chết đặc biệt chú ý tới tính chất và số lượng chất chứa trong dạ dày và các phần khác nhau của ruột. Đo khoảng cách từ đầu ruột non cho đến nơi phát hiện các phần tử thức ăn ở trong đó tương tự giống như ở trong dạ dày, thu chất chứa của ruột và dạ dày để sau này nghiên cứu dưới kính hiển vi, xét nghiệm. Rất tiếc là các giám định viên đã không thực hiện điều này. Tuy nhiên, từ việc xác định có thức ăn đã nhuyễn trong dạ dày cũng có thể suy đoán được thời gian từ lúc ăn đến lúc xảy ra án mạng. Theo pháp y hoàn toàn có thể dựa vào độ nhuyễn của thức ăn trong dạ dày để xác định thời gian từ bữa ăn cuối cùng cho đến lúc chết. Các loại thức ăn thông thường cơm trứng cá sẽ tiêu hóa trong dạ dày trong khoảng 3 đến 4 giờ. Các loại thịt bò, heo tiêu hóa hết trong khoảng từ 4 đến 5 giờ. Như vậy nhìn chung thức ăn sẽ tiêu hết trong dạ dày khoảng từ 3 đến 5 giờ kể từ khi ăn. Thức ăn trong dạ dày của nạn nhân Hồng đã nhuyễn cho thấy nạn nhân đã ăn tối trước khi chết ít nhất 4 giờ đồng hồ. Vấn đề còn lại là xác định Hồng ăn vào lúc nào. Tại biên bản ghi lời khai của chị Hiếu nhân chứng trong vụ án là bạn thân của Hồng và Vân. Tôi là chị Hồng đi nấu cơm ăn khoảng 12 giờ cùng dọn lên ăn Xong rửa chén tôi và Hồng đi vào buồng ngủ còn chị Vân thì thức. Ngủ tới 17 giờ dậy rửa mặt xong về nha. Lúc 17 giờ chiều khi chị Hiếu ra về thì chén bát đã rửa. Với lời khai này thì giả thiết thức ăn từ bữa ăn trưa bị loại bỏ. Vì sau 6 tiếng đồng hồ các thức ăn rắn như cơm đã bị tiêu hóa hoàn toàn. Như vậy Hồng ăn chiều vào lúc nào? Tại biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận phía trong sát với đùi phải của Hồng có một bàn bếp. Trên bàn có ly tô dĩa đã sử dụng nhưng chưa rửa. Các tình tiết trên cho thấy hai nạn nhân hoặc ít nhất một nạn nhân Hồng đã ăn tối trước khi chết. Khi chị Hiếu ra về lúc 17 giờ tại bưu điện vẫn chưa hề chuẩn bị gì cho bữa tối. Nếu muốn ăn sớm nhất sau khi Hiếu về thì Hồng và Vân phải chuẩn bị bữa tối tối thiểu khoảng 1 giờ đồng hồ để nấu nướng và ăn vào lúc khoảng 18 giờ tức là 6 giờ tối và như vậy thì thời điểm thức ăn tiêu hóa gần hết theo pháp y phải là 22 giờ. Cộng với 4 giờ tiêu hóa chứ không thể bị giết trong khoảng 20 giờ 30 phút đến 21 giờ như trong cáo trạng. Tóm lại, từ bằng chứng khách quan là máu chưa khô, thức ăn tiêu hóa gần hết cho thấy thời điểm xảy ra án mạng phải gần với thời điểm giám định tử thi hơn là 21 giờ. Ngoài ra có một nhân chứng cung cấp thông tin quan trọng nhưng không được các cơ quan điều tra ghi nhận đưa vào hồ sơ vụ án mặc dù đây là nhân chứng chính thức được cơ quan tố tụng công nhận. Đó là anh Thu, đội viên dân phòng, hành nghề lái xe ôm. Anh là người tham gia dọn dẹp hiện trường của vụ án cũng là một trong những người phát hiện ra con dao Thái Lan được cơ quan điều tra xác định là hung khí giết người. Theo lời kể của anh Thu thì tối 13 tháng 1 năm 2008 lúc 19 giờ anh Thu đã trở hải chở xe ôm về nhà. Hải xuống bến xe bớt trên chuyến xe từ thành phố Hồ Chí Minh về Long An. Tại ngã ba Bình Ảnh. Lúc này thì Hải mặc áo sơ mi đội nón kết và trên tay cầm tờ báo. Anh Thu đã chở Hải đến tận cổng nhà. Lúc khoảng 21 giờ 30 hoặc 22 giờ đêm xảy ra án mạng. Anh Thu chở xe ôm hai người khách đi ngang qua bưu cục Cầu Voi và thấy trên lầu 1 của bưu cục vẫn còn sáng đèn, cổng cửa phía trước bưu điện đều đã đóng. Lời khai này phù hợp với những chứng cứ về máu và thức ăn như nêu trên và còn đặt ra một mâu thuẫn mới với cáo trạng. Theo cáo trạng vụ án hoàn toàn xảy ra ở tầng trệt, cửa lên lầu một đã khóa vào sáng hôm sau và khi phát hiện thì đèn đã tắt. Thời điểm anh Thu đi ngang bưu cục cầu voi theo cáo trạng thì hai cô Hồng và Thu Vân đã chết. Hải đã về nhà như vậy còn ai ở lại bưu cục để mở và tắt đèn sau đó. Theo nguyên tắc tố tụng hình sự lời khai được xem là chứng cứ khi nó phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Nên lời khai của anh Thu cần phải được xem xét là chứng cứ và như thế có thể khẳng định rằng thời điểm gây án khi trong cáo trạng ghi theo lời khai của Hồ Duy Hải là không phù hợp vì nó không gắn với một bằng chứng khách quan nào. Có căn cứ khoa học và khách quan để khẳng định rằng thời điểm xảy ra án mạng phải sau thời gian được ghi trong cáo trạng ít nhất là từ 1 tới nhiều tiếng đồng hồ. Như đã nói ở trên, nếu thời gian xảy ra án mạng sau 21 giờ thì Hải hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm. Biên bản ghi lời khai ngày 7 tháng 4 năm 2008, Hải khai: "Lúc này khoảng 22 giờ tôi không về nhà mà chạy thẳng đến quán bà Hai gặp anh Trương và anh Lĩnh làm công trình siêu tốc." Đang ngồi xem đá banh tôi không nói gì Xem đá banh khoảng 30 phút Tôi chạy xe Honda về nhà Nghĩa là vào thời điểm xảy ra án mạng thật sự hải ở những vị trí cụ thể, có những nhân chứng cụ thể, xác định được và không thể là hùng thủ của vụ án. Xác định sai giờ, hải bị bắt oan, bỏ lọt nhiều nghi phạm. Ngược lại, từ tư liệu báo chí trong những ngày mới xảy ra vụ án cho thấy cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều người có liên hệ với nạn nhân và có đến hiện trường vụ án. Manh mối đầu tiên được một số người dân sống gần hiện trường cung cấp là bốn thanh niên thường xuyên đến chơi với hai thiếu nữ vào các buổi tối. Điều tra nhanh công an được biết trong số bốn thanh niên này có ba người quê ở Vĩnh Long, người còn lại nhà ngay ở thị xã Nhị Thanh. Ngoài nghi phạm người tại địa phương sau ít giờ điều tra được xác định không liên quan, đánh giá các thanh niên này còn lại ít nhiều gì cũng có liên quan đến vụ án hoặc cũng có thể cung cấp manh mối gì đó cần thiết điều tra phá án. Bằng biện pháp kiểm tra đăng ký tạm trú tạm vắng tại địa phương, ba thanh niên quê ở Vĩnh Long được xác định tên là Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1980, Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1981, Trần Văn Chiến sinh năm 1980 cùng là thợ bạc đến tạm trú và làm thuê cho một tiệm vàng tại địa phương. Được triệu tập đến cơ quan điều tra làm việc, cả ba thanh niên đều cho biết có mối quan hệ quen biết với cả hai nạn nhân, đều đang theo đuổi thiếu nữ Hồng nhưng chưa ai được cô gái chấp nhận. Đêm xảy ra vụ án, cả ba đều đến chơi và trò chuyện với Hồng, rồi cùng đi về vào lúc 19 giờ. Để chứng minh mình ngoại phạm, ba anh thợ bạc cho biết lúc về đến nhà trọ có tổ chức uống rượu với mấy người cùng khu trọ và bà chủ nhà trọ và một số người cùng tham gia sòng nhậu làm chứng. Trong lời khai của ba thanh niên này có một chi tiết là Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1978 ngụ tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, từng là một đối tượng nghiện ma túy thường đi xe máy đến bưu điện chơi. Nghị là bạn của một thợ bạc là người yêu của Hồng. Tình cờ gặp thì cũng mến Hồng. Lúc ấy bất chấp hai gia đình không đồng ý, anh thợ bạc vẫn theo đuổi cô gái đã có một vài lần anh Nghị cãi nhau trước cổng bưu điện. Tình bạn bị sứt mẻ, một số nhân chứng cho biết Nghị đã nhiều lần yêu cầu Hồng không được trò chuyện với anh thợ bạc nữa. Thêm một tình tiết xác định Nghị có thể liên quan đến vụ án là vào đêm xảy ra án mạng. Có người dân thấy thanh niên này điều khiển xe máy đến gặp hai thiếu nữ. Anh ta lúc đó mặc quần jean có mặc áo gió ở bên ngoài màu xám nhân chứng khẳng định và nghị khai nhận đúng là đêm đó có đến gặp Hồng nhưng do có gặp thợ nhóm thợ bạc bạn cũ nên đã khi đó thì thanh những thanh niên kia ra về thì cũng đi về theo và chứng minh mình nghi cạn mình vô can nghị đưa ra nhân chứng xác định vào thời gian từ 20 giờ 10 phút tối ngày 13 tháng 1 nghị đã cùng bạn uống nước tại một quán cà phê tại thị tứ cầu voi chủ quán cà phê cũng xác nhận điều này Ngoài ra còn có một số kỹ sư tên Trung ở Bình Dương và Nguyễn My Son ở thành phố Hồ Chí Minh cũng được nhân chứng xác định có quan hệ với Hồng và có thể có mặt ở địa phương vào đêm xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, tất cả những người này đều có dấu hiệu ngoại phạm vào thời điểm 20 giờ 30 phút đến 21 giờ. Nhưng với khả năng vụ án xảy ra sau 22 giờ thì họ có ngoại phạm hay không? Rất tiếc là những bản ghi lời khai của các đối tượng này từ lúc mới khởi tố vụ án cho đến khi bắt được Hải đã bị biến mất, không ghi nhận trong hồ sơ của vụ án. Đây là hành vi phạm vi phạm tố tụng nghiêm trọng và sẽ gây ra khó khăn rất lớn cho việc phục hồi điều tra vụ án. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.